là có cái ngày làm đám rồi đó, Chủ nhật chủ nhật làm ngày thôi. ngày chôn là con biết chủ nhật thứ hai chắc thì thứ bảy con đi con bay ở đó là làm ngày chủ nhật ở bên Cali là tiền nhiều lắm á. Con không biết thường thường làm ngày chủ nhật là tiền nhiều vậy mới được. Thí dụ đám nào cần á, bởi vì cái bên bên thường thường là các cái nơi mà cộng đồng người Việt mình ở đông á, thì theo nghe như vậy thôi, chứ hồi xưa bị đằng này cũng có hay đi đám này đám kia đó, thì hãy cái nào gia đình nào mà muốn làm ngày chủ nhật là tiền nó gấp 1,5 á, hoặc là có khi gấp 2 nữa đó. Dạ, bởi vì cái ngày chủ nhật là ngày nghỉ của người ta mà mình đi làm đám ma. Thứ nhất là ta tính là cộng đồng người đồng hương ta đi đông thì mình cũng nói xin lỗi phải dùng nói tiền bạc, người ta tính đủ thứ trong đó, có cái nhà hoàng á, ý nhà hoàng nó tính vậy đó, thì mày mày có lợi thì tao cũng có lợi, rồi với ngày nghỉ mà bắt nhân viên nó làm thì phải trả tiền gấp gấp rưỡi hoặc gấp hai. Sao Chứ còn thật sự đó, bên Mỹ đi đi đám ma đâu có nhiêu tiền. Có Việt Nam á, thì bây giờ làm một cái đám tang, tôi hỏi thử thôi, này hỏi lâu lâu mình hỏi cho biết á, này Việt Nam mẹ thì Mỹ có lời. Ở Việt Nam thì làm đám ma có lời. thế hả? Có lời dữ lắm á. Là tại vậy nè, không phải mình nói lời đám ma mà lại lỗi gì, nghĩa là ta đi xây dần á. Thí dụ cái địa phương trong trong làng, trong xã, trong xóm ấp vậy đó, vậy vậy cứ giống như dần công với nhau, rồi đám cưới bây giờ cũng vậy, bây giờ giống như cái gì cũng dần công với nhau để chứ thành ra gì vậy mà gọi là lời vậy đó. Lời là nghĩa là thí dụ mình không có lo khi có hỷ sự gì đặc biệt, còn ở Mỹ mình thì cái gì cũng cái bảo hiểm, thấy không, Mỹ mình thì gì cũng bảo hiểm. lời bị lỗ đó mà một tí lời lỗ Không thì ý nói chuyện vậy thôi chứ không ai tính, nhưng mà mình nói chuyện này đó là nó mau bên đây đi có 50.000 hay gì, ôi 50 đồng gì, không ví dụ có không có đi nữa. còn là có Người khi ta không đi đi vòng hoa này hết vòng rồi. hoa, Dạ còn đây ví dụ như ở đây không đưa tiền, không đưa ở tiền Việt đâu. Nam bắt buộc ví dụ giờ đi đám tang thì bây giờ ví dụ như mình có hỷ sự ta đi mình bao nhiêu thì giờ mình trả lại Thầy có nhớ không? Tại sao nhớ được người ta đi mấy mươi nhiêu? ghi hết á, người nhà là không có sổ đó. Cái đó giờ nó thành cái sao không theo Không chụp theo à? hình như có ông ba phải không biết, có phải không biết, Cho thầy biết. có thấy ai mới đi thoáng ngang hết. Hay là cái mắt trời, bây giờ cái mắt thì nó cũng qua mắt vậy lắm, nó gọi là cái mắt nó qua con mắt thì là không phải, tưởng là ông ba. Ví dụ như luôn cả chùa cũng vậy, ví dụ như hồi cái chùa tôi ở đó trụ trì á, thì bây giờ trong cái chùa đó, trong cái địa phương đó, cái huyện đó đó hứa nhau rồi, bây giờ quyết định là cái ngày đám giỗ chùa là mỗi chùa phải hùng vô nhiêu thằng phụ trong cái đám giỗ đó, thì tới cái kia phải đi trả, À mà phải đi trả, không không đi lại dự lễ cũng phải cái này cái khác gửi, thì gọi là hòa hợp đó. Thì có ví trường dụ hợp thầy quên thì không đi sao? không đi không được đâu mà quên kỳ vậy, ví dụ như tới cái đầu đầu năm hay cuối năm thì mình có cái list chùa nào đăng ký là năm nay tôi đóng giỗ chánh ngày nào, thì tới cái lúc đó thì coi như là một người nào đó đại diện điện nhắc thôi, chứ mình không có nói quên được, mình đi ta chứ sao nói quên. Quên rồi quên thì ta gọi là chơi với chó chứ về ai. Thế ra Nhiều người ta lắm, nhiều lắm đấy ơi, không có có nói nhiều quên người nữa. trên môn nữa. Cái đám giỗ nhà người ta thì mình nhớ lắm, còn đám giỗ nhà mình thì Không có đâu quên được. Rồi ví dụ như cái đám giỗ thì quý thầy về thì giao thôi chuyện của chùa, chú ý nó vui vậy nhưng mà nó cũng có cái tình, nó có những cái đặt ra để nó có cái tình để ví dụ với thầy về thì có điều kiện thì cúng dường, không có điều kiện thì tặng đòn bánh, cái bánh bao hay cái người ta gọi dỗ dỗ quải mà. Ví dụ giờ tôi có điều kiện thì tôi sẽ cúng dường lại nhiêu vậy đó tiền xăng, hoặc là có đám nào ví dụ gia đình nào ta muốn cầu siêu cầu an gì đó, còn không thì thôi, nhưng mà cái ngày đó là cái các thầy phải tới để gọi là hòa hợp, còn chùa nào không tham gia thì thôi không có bắt buộc, nhưng mà thường tôi thích tham gia như vậy để thứ nhất á
là khỏi mời. Khỏi mời mà tham gia phải tới, khỏi mời, còn mời thì cầu kia cầu nhà muốn không? Thì đó thì con nói bữa thầy đang quên thì sao? Không có, nó quên đâu, quên được, quên được kỳ lắm ra, người ta coi cho được. Nói chứ làm gì cũng phải nhớ, khỏi mời. Thứ hai là như vậy đó, để không có cần mua sắm gì, ví dụ như giờ quyết định mỗi chùa là hùng vô 500. Thì cứ tới dỗ chùa khác cứ dành công vậy thì rồi á, quý thầy bà cũng hay. Ví dụ chùa quê xưa nghèo, giờ thì chùa nào cũng cách đẹp rồi. Thì ví dụ xong cái đám dỗ rồi, quý thầy có muốn sửa chỗ nào dột hay là sửa cái gì chút vậy đó, thì giống như có cái tiền này vào ống vậy đó. Thì cũng hay, ngày xưa mấy cụ mình. Nhưng mà nhiều vùng quê có một chùa độc nhất là không có nhiều chùa đâu thầy. Không, giờ già thì nhiều lắm, tại vì nhiều lắm à. Giờ thì chung là thường á thì cho giảng ra thí dụ như một cái địa thôn vậy đó, một ở miền Nam thì gọi là một cái xã, thì thường là một tới hai ngôi chùa, mà một cái huyện thì nó lại là bao nhiêu cái xã, thí dụ một cái huyện thì ít nhất cũng 7-8 xã thì cũng là 14-15 ngôi chùa. Nhưng mà thầy nói như vậy, trong một cái xã có khoảng 2 ngôi chùa hay gì mà nó đối địch nhau, nó nghịch trụ đủ với nhau rồi sao không gì? Sao đâu, không, nói đối nghịch là đối nghịch về cái mặt nào thôi, chứ có chuyện mà bên ngoài thì vẫn là vui tươi. Và chuyện đối nghịch thì lại đó, thầy chùa mà đối nghịch mà ra mặt nữa thì còn gì thầy chùa không? Tuy rằng nói vậy thôi, chứ đối nghịch về cái mặt nào thôi. Chứ còn trước mặt mọi người thì mình vẫn đóng cái tuồng cho nó ra, cái ít nhất cũng phải ra ông thầy chùa chứ. Nhưng mà tại chùa con, chùa bên kia nó đi nhiều Phật tử quá, con không có người nào được ra. Thầy nói ra có tức không? Tức không mẫu được cái chứ. Thì mình phải xét lại mình đó, mình xét lại mình chứ không sao. Nói chứ cũng phải làm coi cho được. Vừa vừa thôi chứ thô thiển quá, chơi với chó nó chơi ai. Không đội trời chung nha thầy. Ừ, thì có không đội trời chung cũng có. Có cái đó có. Không đội xã chung không có. Không đội trời chung á. Chứ xã nó còn ít. Nhưng mà nói thì đi nói lại chứ cũng còn, mình cũng còn phải biết mình là ông thầy chùa. Nó vừa vừa phải thôi chứ đâu đổi tới tệ dậu dữ vậy ông. Con làm gì tệ quá à hết. Nhưng mà con người tại sao mà giờ tăng ni đâu nhiều quá vậy thầy? Tăng ni nhiều người xuất gia nhiều lắm thầy. Thầy biết hồi xưa cái chùa ít lắm, hiếm nó mới có, mà bây giờ thì tràn lan, nó chỗ nào cũng chùa hết. Tại sao bị đào tạo tôn giáo nhiều quá vậy? Nói nhiều việc để nói cũng không được. Hay thiệt thôi. Bây giờ tôi nghĩ với đó cũng không bàn luận gì nhiều. Cái chí nguyện mà xuất gia thiệt ấy, thì ông nhớ rằng nó rất là hiếm. Còn cái mà xuất gia để mà vì nhiều cái hoàn cảnh nó khác nhau thì nó nhiều. Lúc nào cũng vậy hết. Nhưng mà thôi, mình cứ nghĩ rằng một cái sàn gạo thì thóc có chỉ có một số hộp nào đó thôi đi. Mình cứ nghĩ cho nó tốt vậy đi. Nó chứ cũng phải có cái duyên lắm với cái loại người xuất gia. Dạ. Chứ còn trong hồi xưa, thời sự Cộng hòa thì quốc gia đó là đánh nhau chiến tranh, nó sợ phải bắt lính, trốn vô chùa. Thầy không biết, thầy nhớ Đạo Dừa, thầy có nghe Đạo Dừa ở ngoài Mỹ Tho đó, Cồn Phụng á. Cái đó là người ta sợ gì chiến tranh, đó. Nó khác, còn người sao chiến tranh thì nó lại có nhiều cái việc khác nữa. Thế à, thế người ta sợ đi lính lắm thầy, lính là chết, nên người ta trốn vô chùa hết trơn, cạo đầu rồi, xuất ra khỏi đi lính, nên đông lắm, hồi đó đông lắm. Đi bên nào cũng chết, tại chiến tranh thì ta đi bên nào chiến tranh thì sợ chiến tranh á. Đó. Đây người ta trốn vô chùa hết trơn à. Mấy ông trẻ nhiều lắm mà bây giờ sao thấy nhiều quá chừng chừng nhiều. Cũng nhiều lắm à. Mà trường học về bài bản có nhiều không thầy? Thì nhầm từ giờ tỉnh nào cũng mở trường Phật học. Nhưng mà cái lượng thì có, nhưng mà cái chắc thì còn xét lại. Tại vì thường á, những vị mà học cao, học mà có cái trình độ kiến thức mà có cái giá trị thật thì sau đó thì một là ở lại cái nơi mình học để làm việc. Ví dụ như Mỹ này nè, những người mà học thiệt á, học thiệt mà tài giỏi dạy gì nó buông trở về nước, thấy không? Nó giảng dạy xong là phải ở phục vụ cho nó. Yeah.
Thí dụ nó thả được một số người nào đó thì người đó là cứ dạng gì, thí dụ vậy. Chứ ông nghĩ nếu mà đào tạo mà giỏi thì đó, thí dụ mấy thầy mà học mà có cái trình độ chân thật, trình độ thiệt thì người ta bắt ở lại để phục vụ cho những cái nơi đô thị, ví dụ Sài Gòn hay là Huế hay là Hà Nội. Còn các cái tỉnh thì thật sự ra cũng có những người có bằng, nhưng mà nó hiếm hoi lắm. Hiếm hoi có cái người gọi là bằng cấp mà vừa có cái chất, vừa có cái lượng, thì đằng này là mình đếm trên đầu ngón tay. Chứ đúng ra thì, nhưng mà ngược lại đó, như thầy tôi ngày xưa nói đó, có học và trở về quê làm việc thì nó uổng. Tại vì cái trình độ quê thì nó cái tương đối thôi, nó chỉ có cái dạy người ta ăn hiền ở lành. Chứ còn mà dạy mà như giảng như tôi thì thật ra ở quê rất là khó nghe, bởi vì họ đâu có cái ngữ nghĩa chữ nghĩa nhiều. Mình nói không phải mình chê quê dốt, không phải, nhưng mà ý ông hiểu rồi. Ở quê thì nó không có cái điều kiện như ở chốn sự thành, mà nếu ai cũng đeo hết cái chốn sự thành thì ai đâu phục vụ với quê, thì nói đi cũng nói lại. Tôi mới nghe, tôi có mới vừa nói chuyện một Phật tử đây, tôi hỏi ra tôi mới biết. Tôi là bộ tôi rà rà thử mấy thầy. Tôi biết giờ mấy thầy vô đảng viên nhiều quá, đảng viên nhiều. Sư cái ông này ông bụi đời mà giờ ông vô chùa rồi ông đi học, học rồi cũng trôi nổi, cuối cùng cũng qua Ấn Độ học rồi cũng có cái bằng tiến sĩ gì đó. Ơi giỏi lắm thầy ơi. Rồi về. Giỏi lắm hơn nhiều lắm. Tại tôi nói ông ơi, đi qua Ấn Độ, qua Đài Loan, đi qua mấy nước á, thật sự nó mấy cái bằng tiến sĩ nó dễ ả ra. Thế hả? Người đời nó biết con mẹ gì đâu, nó dạy ba lía ba láo. Nhiều khi mấy ông thầy giáo dạy đạo mà phải hỏi lại mấy ông thầy nữa đó. Nói rỡ bằng mấy bà tiến sĩ cứt bò, bằng mấy cái mấy học tại giỏi cái gì tiến sĩ. Bây giờ ông nhớ rằng Mỹ ở đây là cái bà tiến sĩ nó có khi nó còn giỏi, mà đừng nói chi mà cỡ các nước nó nghèo thấy bộ nội. Bây giờ mình nói vậy phải tôi phụ ơn phụ công mấy thầy đi học. Thật ra nó đi học thì nhiều, chứ mà làm việc được thì không bao nhiêu đó. Đích thì nhiều mà ghế thì ít, cho nên vậy dành nhau mà ngồi vậy đó. Nói ra nó phủ phàng lắm. Chứ đừng nghe tiến sĩ là trời ơi. Vâng, ghê lắm mà thầy đi. Mà nhất là tiến sĩ ngoại quốc thầy biết đó, khét tiếng á. Không phải tiến sĩ rầm như Việt Nam đâu. Thật ra giờ tôi nói ông á, để gom số tiền là ông đút vô cái trường đại học gì để ông lấy cho tôi bằng tiến sĩ danh dự tôi coi. Mới mốt tôi coi về Việt Nam mà cũng là thượng tọa tiến sĩ danh dự. ở Việt Nam mà muốn lấy cái bằng tiến sĩ đó, hồi xưa có cái ông đó đi trong dẹt đường trước nghe, nó là đâu 300.000 đô. Hồi lúc đó 300.000 đô đâu có 300.000 đô, đâu 3.000 đô thôi. 3.000 đô hả? 3.000 đô thầy. Thầy muốn cái bằng ấy con lấy cái bằng đấy. 3.000 đô, trời tôi cho 5.000 này, lấy từ 2-3 bằng á. Nó có cái trường đại học á, nó trên môn dạy trên mặt á, thầy nộp cái tiền nó vô rồi. Rồi thôi để 3.000 tôi sẵn sàng, tôi lấy vài bằng để tôi để dành tôi chủ đất. Nhưng mà Việt Nam mà nhất thế giới về vụ bằng cấp. Rồi có 3.000 đô hả? 3.000 đô. Vậy mình nói 300.000 đô. Không, 3.000 đô. Rồi thành ra bây giờ nó kéo nhau mấy ông thầy á. Nó như mới rồi thiện sư mới bằng tiến sĩ đó là cũng lấy bên đây về đó, là lấy chung với bằng tiến sĩ của bà Đại Nam cũng bằng tiến sĩ trường đó đó. Thế à? Rồi mấy ông ở Bình Dương rồi đó cũng lấy bằng tiến sĩ của trường đó đó, tiến sĩ danh dự, giáo sư thỉnh giảng gì đó. Rồi vậy mấy tôi đi ông, tôi đi dành, tôi chỉ đất chơi, tôi treo trong nhà cầu á. Trời, treo nhà cầu Mỹ cũng có giá trị lắm à. Phật đâu có bằng cấp gì đâu. Tôi gửi Việt Nam cho mấy. Sao thầy cần bằng cấp làm gì? Không, tại vì sư phụ của thầy đâu có bằng cấp gì đâu. Mà tôi đi Việt Nam mà cũng là tự tạ tiến sĩ danh dự. Đó, đâu có vấn đề thầy về tự tạo cái gì đâu. Trời ơi, về quê tôi mà xin là thượng tọa tiến sĩ rồi là dữ lắm á nha. Trời ơi, vùng quê tôi nghèo mà được tiến sĩ rồi, hỉnh lỗ mũi, ngồi hỉnh lỗ mũi vậy nè.
Trời bụi bay như bay mẹ vô nó bụi thì bên Mỹ này nhiều trường nghe nói nhiều trường để lấy tiến sĩ danh dự lắm mà. Mà thầy chính nhà Phật đâu có nhận Phật là giáo chủ đâu thầy. Đúng rồi, ngày đó nhận ngày giáo chủ đâu, do trời người tôn sinh mà. Chứ Phật đâu có nhận là Phật là cái gì đâu. Ngài đó là ngài là con người bình thường, ngài là một bậc đạo sư chỉ dạ. đường thôi. Vâng. Ngài là bậc là coi như chứ là... không phải giáo chủ giáo nhất gì cả. Không, ngài là ngài giáo chủ. Chẳng phải con trời con đất gì cả. Giáo chủ là do trời người tôn sinh. Cái điều mà đặc biệt là Đức Thế Tôn là do thế giới gọi là ta bà thế giới với tam giới đạo sư tứ sanh từ phụ thiên nhân giáo chủ là do trời người tôn sinh ngài lên đó chứ đâu có. Chứ Phật đâu nhận gì hoàn toàn ngài không, ngài nói là ngài đắc cái quả vô thượng bồ đề chứ cũng chẳng có vô thượng bồ đề gì hết. Ngài nói thẳng tại sao mà ngài đắc quả vô thượng bồ đề là tại vì ngài không có làm những điều tội lỗi, ngài luôn sống trong những điều lành, điều thiện thì gọi là thiện pháp, mà gọi thiện pháp thì chẳng có thiện gì hết tại vì ngài không có bị trong ác pháp thì gọi là thiện pháp. Và ngài cái tâm ngài luôn bình đẳng cho nên như vậy mà gọi ngài là thành Phật, gọi ngài vô sự bồ đề vậy thôi. Chứ ngài hải quả đó là quả vô sự bồ đề, nó không là xanh vàng đỏ trắng, nó không phải là trên dưới cao thấp mới gọi là vô thượng thẩm thâm đó. Bà Võ Tắc Thiên bà đi cái bài đó tuyệt vời đó, cái vô thượng này là nó không có cao hạ, tôi nhắc hoài đó nhớ không. Ví dụ như bây giờ mấy ông lạ ông xã, tôi mượn cái câu chuyện đó tôi dẫn chứng đó, mấy ông lạ ông xã thì vô hồi xưa ông phát đình hát chầu văn rồi đó thì phải cái ghế để cho mấy ông lạ ông xã ngồi phải không, thì đâu có ai, ví dụ ông là dân đen ông làm sao dám leo lên trước ông ngồi, ông phải có thớ ông mới ngồi đó chứ, nhưng mà có một cái lỗi mà đó trên leo đó ngồi mà ông phải té đó, ông phải đứng nít đó. Tới giờ hát rồi nó cứ nó dẹt nó mấy ông xã ông làng ông cho con lên đó rồi chứ con đứa con không thấy cái ông đi hát qua vậy nó mày đi qua đi mày, rồi có khi nó nắp lỗ tai nó dẹt qua nó đi qua ông đâu làm đó được. Con nhớ ông đó là vô thượng là vậy đó, thằng đó mới là vô thượng đó. Rồi cái nó leo nó ngồi đó thôi, có nhiều khi nó còn ngồi chung với ghế với ổng, nó con nít mà nó là bọn nó đứng nó nhìn dai ổng hồi cái nó coi nó gió gió nó còn gác tay dai ổng ổng đâu nói gì được, nó còn nít mà phải không, nó vô tư mà. Thành ra vô thượng của Đức Phật là như vậy đó. Thế có Phật có bao giờ nói Phật là vô thượng sư không này? Nghe không, nghe là vô thượng sĩ chứ không phải vô thượng sư. Không, ngài vô thượng sĩ chứ vô thượng sư, cái vô thượng sĩ. Cho nên thật sự là Đức Thế Tôn mình không có chỗ nào mà bắt bẻ ngài được hết trơn á. Nhưng mà tại vì đời sau á, rồi tôn kính ngài, rồi tự đặt muốn danh hiệu gì cũng được vậy thôi. Mười danh hiệu vậy. Mười đức hiệu gọi là đức hiệu, đúng là đức hiệu thì nó hay hơn. Chứ vậy. Đức hiệu là tại vì cái này là cái công đức mà nó thù thắng. Là về sau đặt cho ngài chứ đâu phải ngài tự xưng như vậy. Không, một bậc Như Lai Thế Tôn là phải đủ 10 đức hiệu cao quý đó. Như Lai ứng cúng cho nên tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trượng phu sinh viên sư Phật Thế Tôn đó. Nhưng mà tới sâu xa hơn nữa đó, ngài tới vạn đức hồng danh. Vạn đức hồng danh là cái tấm lòng, cái đạo đức của Phật bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mới thành tựu mới trở về một địa vị Phật, thì cái gọi là vạn đức, thành ra mới có kinh vạn Phật. Vạn Phật sự thật chứ có ông Phật à. Rồi mấy thầy chùa nó không, nó vẽ ra tùm lum nó cho đủ ngàn vạn Phật. Vạn Phật xong rồi cái đọc quá trời đọc cả vạn sao nhớ, cái gom lại là tam thiên Phật. Tam thiên Phật mới dài quá cái là nó gom lại thiên Phật. Thiên Phật xong rồi dài quá cũng không nhớ nữa, mới gom lại là trăm Phật, trăm danh hiệu Phật là hồng danh bảo sám đó. Hồng danh thì cũng không có nhớ hết nữa, mới chia ra làm hai thì nói là Phật quá khứ, Phật hiện tại chứ có nào quá khứ hiện tại. Rồi gom lại cuối cùng thì thật sự ra thì gọi là vạn đức hồng danh chứ Phật là bình đẳng, có một vị Phật là một thôi. Nói về lịch sử thì có Đức Thích Ca, nói về quá khứ thì hàng hà sa số Phật,
Nhưng mà dầu nói như vậy đi chăng nữa, nhưng mà chỉ có một Phật, bởi vì Phật là không có danh từ dùng riêng cho bất cứ một ai. Ông hiểu không? Cho nên ví dụ như Phật á, thì giờ nói sư tử hống thì đạo Phật quá khứ, nhưng mà Thích Ca cũng là sư tử hống, là tại vì cái tiếng chánh pháp á, là cái người nói là cái tiếng chánh pháp. Nó tiếng chánh pháp này mà rống lên một cái là làm cho bách thú văn chi giai não liệt, hoặc là trăm ngàn thú á, bách thú là trăm loài hả, bách là trăm á, bách thú văn chi là trăm loài thú, nói trăm chứ ai không ngồi đếm cái nó bao nhiêu. Nhưng mà thường thường nói vậy đó, thay vì người đời tôi nói ngàn lẻ một đêm hay là trăm lẻ một câu chuyện thì nói lẻ một rồi, thì cái lẻ hai, lẻ ba, lẻ bốn, lẻ năm, cứ có cái lẻ đó thì muốn đi tới nhiêu tới vậy đó, là nó không có điểm dừng. Thì thật sở dĩ nhà Phật cái thường hay dùng cái danh từ gói gọn vậy đó, thí dụ như là nói là ngàn Phật hay vạn Phật thì thôi, chứ ai không mà ngồi điếm. Chỉ có mấy ông thầy chùa rảnh thì nó mới đẻ ra tùm lum hết trơn, rồi thành ra nó mới thành ra kinh vạn Phật. Chứ hồi đó Thích Ca ông đâu ngộ ông nói vậy. Nhưng mà bây giờ lầm tưởng, cũng có nhiều vị lầm tưởng là kinh này Phật nói, kinh kia Phật không nói, cũng làm về cuối cùng rồi đó, không có cái nào của Phật mà cũng không có nào không phải của Phật. Bị Phật là giác, mà Phật thì đi liền với chánh là Pháp. Mà Pháp thì nó trồng muôn loài vạn vật, có chỗ nào không phải Phật, chỗ nào phải Phật. Ông hiểu nói cái lý là nó như vậy đó. Chỗ nào cũng Phật, chỗ nào cũng không phải Phật. Ví dụ vậy, cứ nói vậy đó, theo lý Bát Nhã vậy đó. Như vậy chỉ con người ta phải phân biệt chữ vậy rồi. Thì trong lục đạo luân hồi chỉ có con người là siêu việt nhất mà. Chỉ có con người mới tu hành thành Phật thôi đó, tôi giảng cái đó rất kỹ lắm á. Cho nên khi mà Ngài Hư Văn á, Ngài Hư Văn, Ngài Tịch á, ông biết ông Chư Tăng tập hợp lại đó, cả bao nhiêu ngàn á, giờ không nhớ, mà tụng chỉ có kinh Bát Nhã thôi. Tụng nguyên cái bộ Đại Bát Nhã đó, tụng coi như rồng rã mấy tháng trời, cho tới gọi là 3 tháng 10 ngày á, là tụng hết cái bộ Đại Bát Nhã và mấy chục quyển vậy nè. Tại sao mà Ngài Hư Văn, theo lẽ Ngài Hư Văn, Ngài nói ta thì các ông phải tụng niệm Di Đà để đẩy ta vãng sanh chứ, hay là tụng Địa Tạng để được kia nọ, không, Ngài nói tụng Bát Nhã. Thế thì cứ tập hợp lại tụng Bát Nhã từ cổ chí kim, từ thời Đức Phật tại thế cho tới hiện đời này nè, tới bây giờ nè. Chỉ duy nhất có Ngài Hư Văn á, là khi mà viên tịch đó, là tất cả tăng tín đồ trên toàn thế giới mà ai mà về dự cái đám tang đó là ngồi xuống tụng kinh bộ Đại Bát Nhã thôi. Ngài tịch năm nào vậy? Giờ ông hỏi tôi cũng không nhớ, năm 66 hay nhiêu đâu rồi. Thôi giờ có cái đầu không nhớ rõ đâu. À, cứ mấy hiện đại mà. Thì Ngài cũng đâu có cách xa mấy. Hiện đại 66 là hiện đại lắm này. Tôi nghĩ vậy, tôi không biết phải không, tôi nhớ mày mại vậy, tôi này không nhớ rõ. Chứ không phải xưa phải không đây? Không phải xưa, Hư Văn gần đây, Ngài Hư Văn gần đây. Chứ thầy nói Phật A Di Đà là vô Việt Nam thế kỷ thứ 3 đó thầy. Đó, có rồi đó thầy, vô thế kỷ thứ 3 có rồi. Phật A Di Đà đó thầy. Thật ra đó, Phật A Di Đà là cái tên của ông Thánh. Thánh của Đạo Hồi Giáo. Là bên Phật giáo Trung Quốc họ lấy thôi, chứ thật ra tên của ông Thánh bên Hồi Giáo đó. Thế hả? Thánh Đà La gì đó, là Di Đà gì đó biết. Cái này mấy nhà nghiên cứu đi, chứ tôi không rành mấy, nói không khéo người ta nói tôi dốt. Thật sự là cái tên của ông Thánh. Rồi mượn giống như cái câu mà cái câu thần chú là của Bà La Môn giáo hết, chứ Phật Đức Thích Tôn đâu có nói thần chú nào. Ấy mật chú đấy thầy. Dạ đâu có. Mật tông đấy nha. Hoàn toàn cuộc đời Đức Thích Tôn không hề có một câu nào mật hết. Thế sao có phái mật tông? Bởi vì trên nên đó của Bà La Môn hết. Vậy là thí dụ như hồi thời đó là ông nhớ là trước Phật giáo là Bà La Môn giáo. Vâng, trước đó rồi. Rồi bây giờ những tín đồ của Phật, kể cả ông Phật đầu tiên cũng là tín đồ Bà La Môn giáo chứ. Dạ, ai. Đúng.
đúng cái đó đúng không? Dạ. Rồi sau khi Đức Thái Tử thành Phật, rồi Đức Phật sau nhận đệ tử, ví dụ những đệ tử thượng thặng á, là cỡ ngày trước mắt là A Nhã Kiều Trần Như đó, năm anh em trong vườn Lộc Uyển, dạ. Với cái nhóm Ma Thắng này kia, Mã Thắng này kia đó, là cũng là Bà La Môn giáo cho ai. Vâng. Rồi sau đó xá lợi phát một Kiều Liên, Tu Bồ Đề, Tu Chiên Viên, Phú Long Na, Ca Diếp, rồi dân dân là cũng là Bà La Môn giáo chứ ai. Quay theo Phật. Thì quay theo Phật. Thì bây giờ thí dụ như họ tới với Phật, thì Phật giảng một cái bài kinh đó, thì lại có những người nói giờ thôi thì con phát nguyện để bảo vệ chánh pháp. Nếu như sau này mà nếu có ai có phá hoại chánh pháp thì con xin dùng cái câu mật ngữ này nè. Để con cái đó là nhờ cái những cái năm tháng mà con tu với Bà La Môn đó, con luyện cái câu mật ngữ này, cái tiếng này đó nó hòa âm với cái tiếng Phạm Thiên. Thì lúc nếu mà ai mà quỷ phá Đức Phật hay là phá tăng rồi đó, thì con xin dùng câu mật ngữ này con chẻ đầu người đó ra là bảy mảnh, thí dụ vậy đó. Đó thì đó thiệt tự câu mật ngữ đó thì Phật nói sao? Không lẽ Phật nói thôi đừng nó ô cũng được. Thành ra vì vậy cái rốt cuộc thì cái hệ phái nó thích như vậy, thì sở dĩ sau khi mà 136 năm thì Phật giáo nó tan tành rồi, nó tan tành Bà La Môn nó trỗi dậy một cách rõ rệt, nó tiêu diệt đạo hồi, nó quýnh tới Bà La Môn trỗi dậy thì làm sao mà còn được nói. Thành nó hoàn toàn là thành chú mật ngữ của Bà La Môn giáo hết. Ngay như cái câu Úm Mani Bát Di Hồng á, yeah. Cũng là mật ngữ rồi. Dạ, đó là của Bà La Môn giáo đó. Cái câu này á, là hổng tôi có đem tôi dẫn chứng lên là Ngài Giới Đức á, là Giới Đức là một vị Pháp Sư lỗi lạc, bây giờ là coi như một vị A-la-thánh tăng đó. Ngài giải thích rất rõ luôn rồi nè. Ngài nói rất rõ là nó hổng tôi có... Câu Úm Mani á, tự nhiên qua hổng mà tôi cái đâu rồi, tôi có đưa lên cho mọi người nghe nè. Ngài nói rất rõ về cái câu đó, trận mắt tôi bây giờ nó vậy đó, ông coi nó lờ đờ. Tại thiếu ngủ. Cái không phải thiếu ngủ, mấy nay ngủ được rồi. Mấy nay tôi biết cách tôi ngủ được rồi. Nè. Cộng với đức tin phát sinh năng lượng.
lưu ý cho điều này. Nó không có trí tuệ. Nó đâu có trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Mà chúng ta dừng cái định để mà tạo các năng lực này, năng lực nó. Quan trọng cái câu này. Quả phải là chân thật Phật giáo hay không? Trước khi Đức Phật ra đời á, thì Bà La Môn giảng của bác định. Thì nhất định rồi. Phật cũng nhiều, dùng nhiều cái của Bà La Môn lắm đấy. Nhưng mà nói nhưng kiến thức của Phật nhiều của Bà La Môn lắm. Cho nên Đức Phật đặc biệt là cái gì của người ta ngài cũng phải là bài bác hết. Ngài không có kiểu như xó. Thí dụ bây giờ tôi nói đơn giản đi, mình nói ra phải là tôi nói về chính trị nha. Nếu mà cái người hiểu biết á, thì cái bộ của tác phẩm gọi là Nhật ký trong tù á, của ai thì mình không biết, cái người thì nói rằng không phải của cụ Hồ Chí Minh viết thôi, mình nói theo kiểu tôn trọng đi, mình đừng nói về chính trị chính em. Nó là khi cụ Hồ Chí Minh ở trong tù, rồi có ông nào viết cái này, cụ giống như là sau cái người đã chết thì cụ lấy cụ làm của cụ. Bây giờ mình kêu cụ đi, cõi chuyện chính trị chính em tôi không đụng tới nha. Rồi tôi nói, nhưng mà thí dụ như bây giờ cái vì cái tình thế giữa cái hai cái chế độ, rồi người ta không thích với nhau, thành ra người ta không sử dụng. Chứ là nếu thí dụ như cái cuốn nhật ký trong tù á, nó có những bài rất hay chứ. Thí dụ như cái bài giả gạo, tôi nghĩ bài đó là nếu mà áp dụng thực tế cuộc đời rất hay. Gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Thì ông nghĩ đó là rất là thực tế. Còn cái cá nhân về cái chế độ, về cái thể chế, về cái hai bên như thế nào thì mình không có bàn tới, nhưng mà ý vậy phải không? Rồi ví dụ như có những cái bài như là cái bài, nhiều cái bài thật sự nó ý nghĩa lắm. Cái gì bây giờ tự nhiên lâu quên rồi, chứ hồi nhỏ thì họ bắt buộc, hồi thời của tôi là dường như là bắt buộc thuộc hết cái quyển, gần hết cái quyển nhật ký đó ra nghe. Thế là nó bắt học à? Thì cái thời tôi phải học rồi, bắt buộc thời sau trong 75. Thầy như là giáo khoa bách thư á hả? Vâng, cái lớp 9 là phải thuộc hết cho tới lớp 12 á. Là đi thi là đa phần là thi. Nó hỏi cái đó đó. Thì cái đó không, thì đa phần thi là thi cái đó không. Tại vì cái tác phẩm nó vừa Hán, vừa Hán Việt, vừa Hán Nôm, vừa Quốc ngữ. Đó, cho nên cái bài đa phần là thi thì ký trong tù là nhiều, còn không thì thi về tứ hữu, hoặc là thi về lâu lắm mới có cái chương trình của Thi Hà Nguyễn Du. Chứ còn đại đa số là sau năm 75 là vậy hết hoàn toàn. Cái Bình Ngô Đại Cáo và sau này càng từ từ còn dẹp, và bài thơ thần của Lý Thường Kiệt học cho qua luôn thôi mà. Bởi vì sau năm 75 thì cái đây mình nói thiệt thôi chứ không có giấu cái gì. Tôi là sau năm 75 mà tôi nói đúng là chứ tôi không có nói mà mình trốn tránh gì hết trơn á, phải không? Thí dụ như cái bài Hịch Tướng Sĩ Văn của Trần Quốc Tuấn hả? Rồi bài Bình Ngô Đại, đầu tiên là bài thơ thần là cái bản tiếng Ngô độc lập của dân tộc đầu tiên đó. Là bài thơ thần của Lý Thường Kiệt cái gì? Là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đó, là đó là tiên ngôn độc lập đầu, coi như tiên ngôn độc lập của dân tộc Việt Nam đầu tiên đó. Và thứ hai là cái bài Hịch Tướng Sĩ Văn của Trần Quốc Tuấn hay gì đó. Thứ ba là Bình Ngô Đại Cáo, là giống như là một lần nữa là bản tiên ngôn độc lập đó, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi đó. Rồi cuối cùng thì tới cái bài tiên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 45 của cụ Hồ Chí Minh. Rồi thì bây giờ thi cái gì? Thì cuối cùng sau năm 75 thì chúng tôi đều là phải học sơ thôi. Hịch Tướng Sĩ Văn ai thuộc thì thuộc thì tốt. Thí dụ có một vài người thuộc đó, nhưng mà tôi thì thật sự tôi nói thiệt cái bài Hịch Tướng Sĩ Văn tôi không thuộc thì bây giờ không nhớ. Bình Ngô Đại Cáo thì còn nhớ, còn bài thơ thần thì bắt buộc phải nhớ rồi, tại nó có 4 câu hà. Còn ví dụ như Bình Ngô Đại Cáo là việc nhân nghĩa có ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Như nước Việt Nam ta thở trước vốn chân nền, văn hiến đã lâu Bắc Nam bờ cõi đã kia chia rồi đó, hồi đó là phải thuộc lào lào vậy. Đó, nhưng mà cuối cùng đâu có thi đâu. Thi thì cũng nhật ký trong tù. Đó, một là cái bài giả gạo, hai là cái bài... thường thường cái bài gì để quên rồi, tự nhiên giờ nó quên lâu quá rồi.
đúng là không nhắc, tại qua đây thì không dám nhắc, tại vì nhắc thì sợ các bác chế độ cũ ta buồn, ta nói ông đi qua ông tuyên truyền nữa, thế cho nên qua đây thì giống như không dám nhắc cho nó quên. Không phải sợ cái chi, nhưng mà tại mình nhập gia thì nó tùy tục thôi, thì các bác không muốn không thích thì mình đâu có nhắc làm gì, ông biết không? Nhưng mà cái nào thì mình phải nói sự thật nó như vậy. Chỉ có trước tôi á, trước cái tôi một năm á, thì có cái thi thi mà để mà thi lên lên lớp lớp 10 đó, từ gọi là chuyển cấp 2 lên á, chuyển trung học lên từ là cấp 2 lên cấp 3 đó, thì có thi cái bài là đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là người chung, là Thúy Kiều chỉ có năm đó ra câu đó thôi. Còn đại đa số là thi nhật ký trong tù, gọi là cái bài gì giả gạo nè, rồi bài gì nữa, nó là thường lấy cái bài nổi trội ra đó. Nổi trội sao nó bảo bây giờ là nó hủy bỏ môn sử thôi, không biết giờ không biết đấy, lâu quá rồi không biết. Ông nghĩ cái năm mà tôi đậu lớp 12 là sau này là đi học thêm, mới học lại để cho nó có bằng lớp 12 á, thì năm chín mấy tới giờ quá lâu rồi, cũng đâu biết đâu. Hoàn toàn sao này không biết gì hết. Nó đòi bỏ sự thôi, không học sự nữa. Ví dụ như tôi có con, có em, có con, có cháu thì tôi còn ấy, còn tôi đi tu có mấy ông đệ tử, mà mấy ông đệ tử tôi thì đa phần là cũng lớn hết rồi, thành ra mình không có biết gì bên ngoài. Không biết là sách giáo khoa bây giờ nó còn giống như cái thời của mình không thì không biết thiệt. Không biết. Nhưng mà học lịch sử không có lợi gì hết. Đụng chạm tùm lum nữa. Chứ hồi đó học lịch sử thì bắt buộc, thí dụ như là phải học, như hồi thời tôi thì phải còn học ít nhất là phải, tôi nhớ mãi mãi là học Ngô Quyền cho kỹ nè, ha, là Ngô Quyền đánh đầu hả? Ngô Quyền là đánh đầu không đấy? Dạ, thì lúc nào cũng phải học Ngô đánh đầu năm Hán, rồi phải không? Ngô Quyền đánh đầu năm Hán, tôi nhớ cái tựa vậy đó. Đánh đầu đấy, tàu không ấy. Rồi Ngài Lý Thường Kiệt cũng đánh đầu luôn. Đó, rồi Trần Hưng Đạo cũng đánh đầu luôn. Trần Hưng Đạo, Quang Trung là cũng đánh. Thánh Gióng, thường vô là học Thánh Gióng. À, Thánh Gióng đầu tiên sử rồi. Đó, rồi ai nó đây quên rồi. Rồi dài dài cho tới cái thời của năm 45. Thì cái sao từ cái thời đó, cái thật sự tôi không nhớ nữa. Tôi thấy cái thầy không bao giờ học Quang Trung á hả? Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ á. Sao thì như tôi không có thích ông Quang Trung. Trời ơi, rồi khét tim thế này. Thầy biết rồi, nhưng mà tôi là thích ông Nguyễn Ánh. Thế hả? Quang Trung, trời ơi. Thầy biết là hoàng đế Quang Trung cũng có công với đất nước thật. Nhưng mà lại tôi không chịu ở chỗ này nè. Tôi trước sau tôi vẫn cứ lập trường à. Tôi phục ông vua Gia Long. Tại vì vua Gia Long á, ổng là người có ân có nghĩa đàng hoàng. Tôi nhắc hoài à, tôi giảng tôi cũng nói hoài à. Còn nói về Nguyễn Huệ Tây Sơn tôi không phục. Thứ nhất á, là cờ đào áo giải á, là xuất thân từ người nghèo. Tôi thì có còn quan niệm là phải có cái phước nối truyền cái dòng mạng mạch triều Lê Triều Nguyễn Chúa như Chúa Nguyễn vậy đó. Thì lại tôi chịu. Tôi thì nó ngay cái này cho phép đó, là cái mỗi người có cái ý. Chứ tôi không phải là nói gì mình khinh miệt người nghèo. Thà như ví dụ như cụ Đình Chiểu hay là các vị cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Kiêu Trinh rồi thì cũng là xuất thân từ nông dân đi, nhưng mà ta có tài có trí thì tôi nói, nhưng mà nói về gì làm vua đó thì dường như là tôi thích. Thà như Chúa Nguyễn thì tôi chịu đó, nhưng mà ví dụ như Chúa Nguyễn khi mà mở mang bờ cõi hay là đi đâu đó là đó, nếu mà cái Trường Sa Hoàng Sa không nhờ vua Gia Long Nguyễn Ánh ra cấm cập bờ cõi đó, giờ tàu nó cũng nó của nó luôn rồi, thấy không? Giờ của nó thì cái chuyện đấy. Của ai của chứ mà ý tôi nói, nhưng mà nó còn dấu tích của vua Gia Long nó, thành ra tôi với thứ nhất cái thứ hai nữa, vua Gia Long á, ngài thọ ơn ai là ngài ghi không sót, dầu là thời đó làm sao mà ghi kịp, nhưng mà ông đi tới đâu sau này mà ông phục quốc được rồi đó, ông đi ông chỗ nào mà tìm không ra người đó là ông lập lăng miếu ông thờ, ông gọi là gì đó, ra cái gì, cái gì mà sắc chỉ. Thành ra tôi phục á, tôi thì lại hơi cố thủ là chấp cái người biết ăn biết nghĩa. Thành ra tôi chấp chỗ đó lắm. Còn thí dụ như vua Nguyễn Huệ ở vua Tây Sơn á, thì tôi không chịu á, là đi ra Bắc Hà đốt sạch ra thì tôi không chịu.
ra lệnh để đốt Bắc Hà, đốt những cái cổ hành cổ của các vị tiên đế đó, muốn muốn ta đây chứng tỏ ta đây là đời này ngon, không cần nữa, dẹp đi được kia. Thành ra tôi không chịu đó, tôi nhiệm vụ gì chứ, muôn đời tôi sống và ai bắt tôi thì bắt, chứ không bao giờ tôi tôn thờ dòng họ Tây Sơn. Tôi nói thiệt, thành ra khi mà Bùi Thị Xuân đồ Nguyễn Huệ rồi mà bị tứ mã tứ tượng phanh thai vậy, tôi không có thương xót. No. Cái đầu lâu của ông Quang Trung đó còn bị lôi lên để đái vô nữa thầy. Bởi vì người không có ơn có nghĩa. Nếu như còn như vậy nữa, tôi chấp vậy đó, tôi nói thiệt, ai có này tôi, ai có nghịch ý tôi chịu à, mà tôi phục tùng Nguyễn Ánh, phục tùng mặt tại tôi quan niệm vừa thầy. Nhưng mà thành ra đây bây giờ mình đời sau mình có quyền mình phơi bày thật sự cái lòng của mình đối với các vị tiên đế. Ông sao cái đó là bình thường thầy, nhưng mà thiệt thì mà nói ông Quang Trung mình là còn nổi tiếng. Nếu như cái tôi nói thiệt, tôi thích cái giọng ca của Bạch Tuyết dữ lắm. Này tôi thích giọng ca của Bạch Tuyết từ thời hồi còn nhỏ là tôi đã thích những cái, nhưng mà cổ có tối ngày cổ đóng Duy Dân Nga nó làm cho tôi nó cũng giảm bớt một phần nào nữa, tại tôi không có nể Duy Dân Nga. Bạn nhập vai chứ, đóng phải nhập vai không thì như nhập vai, nhưng mà bạn cứ tối ngày bạn nhắc hoài á, bạn nhắc cái điều mà hỡi ôi bão tố phong ba cái một dương ngăn nga sao chống nổi sơn hà, cái là tôi bắt ghét à, tôi đó là tôi bắt à. Nếu bà nói như vậy mà chống nổi thì sao bà ráng bà hy sinh luôn đi, bà mượn bà làm vợ ông Lê Hoàng làm gì biết không. Cho nên nếu mà đi chơi gam được làm vợ Lê Hoàng đó, tôi thiệt ông tôi quỳ tôi lại, tôi cho là bà mổ nghi thiên hạ đó. Nhưng mà vụ làm vợ Lê Hoàng thế là tôi không có, tôi không ưa, không ưa, tôi không chấp cái chuyện lắm. Cái này nó thiệt là cái chấp ngạc đó thầy, đó là chấp ngạc không, tại vì tôi chấp cho cái tinh thần đạo đức biết không. Ok, thì con xin này con đi làm nghe. Dạ, mai thẻ cần gì không? Hả?